Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục review cho các bạn xem cảnh núi khỉ Vipa. Hôm nay người ta lại cho mấy con khỉ ở trên đây ăn một món mới nữa nha các bạn. Đó chính là apple. Apple đây là trái bơm á, trái táo á các bạn. Ở Mỹ người ta kêu là trái apple, Việt Nam kêu là trái bơm, có người gọi là trái táo á. Nhưng mà mấy trái này nó giống như là táo mà bị eo bị đèo gì đó, nó nhỏ 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 không à, chứ nó không có bự. Ta đem lên ta cho nó nguyên một bịch quá trời luôn. Mỗi con than trái đi hết rồi, giờ còn lại mấy trái à. Thì mấy con lớn nó ngồi đây là mấy con nhỏ nguyên tắc là không có được bu lại. Luật rừng nó là như vậy các bạn. Hôm nay là ngày thường, thành ra là đường xá cũng vắng que, vắng teo các bạn ơi. Trên đây chỉ có mình với mấy con khỉ thôi. Nó quán xá của mình bán, buôn bán, bàn ghế cũng vắng teo vậy đó. Mình ở trên đây mình chơi với mấy con khỉ, sẵn mình quay video cho các bạn xem luôn ha. Cảnh núi rừng, chim chóc. Chim lúc này ít có chim quá cho nên là không có quay chim được. Quay đỡ mấy con khỉ cho nó ăn mấy trái táo, mấy trái bơm. Mời các bạn xem nha.